Kính chào sư, cho con hỏi, những phước mà con làm đều nguyện đến sự giải thoát, mà những quả lành lại chỗ ở hiện tại. Vậy thì những đời sau kiếp khác con đều không còn nhận được phước nữa phải không? Thưa quý vị á, nó giống như á, một cái anh mà ảnh nỗ lực để ảnh trở thành cái người gọi là tỷ phú. Tỷ phú đây tức là tiền tỷ mà đô la nha, chứ còn tiền tỷ Việt Nam mình thì nó nhiều quá mình không tính, mà thôi tiền tỷ Việt Nam cũng được đi. Coi như mình thành tỷ phú. Thì cái người mà họ cố gắng, họ nỗ lực để họ làm tỷ phú, và khi họ đã làm tỷ phú được rồi thì có phải là cái chuyện là họ ăn mì gói là cái chuyện muốn cũng được mà không muốn thì khỏi ăn không? Đúng không? Hình như là cái người mà họ làm tỷ phú rồi á, thì họ muốn ăn mì gói là họ ăn, mà họ đương nhiên là ăn mì tôm là trong mì có tôm, chứ phải như mình nghèo mình ăn mì tôm mà trong mì không có con tôm. Đương nhiên nó khác nhau. Có nghĩa là tương tự như vậy, khi chúng ta hướng cái quả phước đến việc trổ cho thánh đạo thánh quả thì á, chúng ta đương nhiên cũng hưởng được những cái quả phước gọi là hưởng ké, những cái phước mà ngoài rìa, thí dụ như giàu sang, sống lâu, được chúng sanh yêu mến, vân vân và vân vân, vẫn có như thường. Thành ra là mình không cần lo cái chuyện mình nguyện giải thoát rồi mình cũng hưởng được cái quả thế gian thì cái phước giải thoát không có, thì không phải như vậy ha. Mà rất nhiều vị á, sau khi nguyện giải thoát, không tin thì quý vị xem ở trong trưởng lão kệ ha, có rất nhiều vị làm phước nguyện giải thoát xong rồi đó, cho tới khi vị đó chưa giải thoát còn luân hồi trong các cõi người cõi trời, luôn hưởng đầy đủ phước báo cho tới kiếp cuối cùng gặp Đức Phật và tu hành chứng đắc đạo quả. Cho nên là yên tâm, không có lo ha.